Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì hiện tại cái tựa game này nó chưa có update nha các bạn. Thì theo thông tin mà mình thấy được, mình biết được ấy, thì nó sẽ update vào ngày 29 tháng 9 lúc 3 giờ chiều theo giờ CDT. Thì nếu mà chuyển về giờ Việt Nam các bạn thì mình phải cộng thêm 12 tiếng. Nên là nó sẽ thành là 3 giờ sáng ngày 30 các bạn, 3 giờ sáng ngày 30 tháng 9 nha. Đó là mình phải cộng thêm 12 tiếng so với giờ của người ta các bạn. Thì đó là cách mà để tính nha các bạn. Mình chỉ cho các bạn, nếu mà các bạn sau này mà nó có thông tin vì như vậy là các bạn tính được. Còn hiện tại trong tựa game này nó có để sẵn luôn các bạn. Nó có để sẵn một cái dòng chữ xanh xanh ở giữa màn hình đấy là Free UGC, là nó đang đếm ngược luôn các bạn, nó đang cho ra countdown đấy, là còn một ngày 13 tiếng nữa. Thì các bạn thử cộng một ngày 13 tiếng này lại coi thử nó có ra đúng là 3 giờ sáng ngày 30 tháng 9 không nhá. Thì nếu mà bạn nào thích cái vương miện này á thì các bạn canh một ngày nữa, ngày 30 ấy, các bạn vào các bạn chơi và các bạn nhận vật phẩm nhá. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.